Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Học viện IT. Với những bạn mà đã sử dụng cái máy tính sau một cái thời gian dài thì chắc chắn rằng ổ cứng của bạn sẽ có hiện tượng là bị giảm hiệu suất cũng như là giảm độ bền. Và trong cái ổ cứng chúng ta ấy, thì nó lại có rất là nhiều các cái dữ liệu quan trọng. Vậy thì làm cách nào để kiểm tra xem là ổ cứng của bạn có còn đủ sức khỏe hay là còn đủ đáp ứng nhu cầu của bạn hay không để chúng ta tiến hành update cũng như là thay thế nâng cấp. Vậy thì trong video ngày hôm nay, Học viện IT sẽ hướng dẫn các bạn một vài cách để có thể là kiểm tra được cái sức khỏe ổ cứng của bạn. Đầu tiên thì các bạn có thể sử dụng một cái tính năng có sẵn trên Windows 10 để check xem là cái ổ cứng chúng ta nó có bị lỗi ở đâu không, hay là nó có gặp tình trạng là lỗi gì hay không. Và để thực hiện được cái tính năng này, đầu tiên thì các bạn hãy nhấp chuột phải vào phân vùng ổ cứng kiểm tra trong phần mục là My Computer cho mình và chọn vào Property. Tiếp đến các bạn chọn vào mục là bên Tool cho mình, và trong cái phần là Error Checking này, các bạn hãy nhấp vào cái mục là Check Now và chọn Start để công cụ tiến hành tìm kiếm cũng như là sửa lỗi các cái mục trên ổ cứng của chúng ta. Cách số 2 thì chúng ta sẽ sử dụng một cái phần mềm là WMIC. Cái phần mềm này thì nó sẽ cho chúng ta truy cập vào ổ cứng với cái quyền quản trị cao nhất để kiểm tra xem ổ cứng chúng ta có gặp vấn đề lỗi gì hay không, hay là nó đang trong tình trạng như thế nào. Và để vào được WMIC, các bạn hãy nhấn tổ hợp phím là Windows R cho mình. Trong cửa sổ hiện ra ấy, thì các bạn nhập cho mình cái dòng lệnh là WMIC và nhấn Enter. Tiếp theo ấy, thì các bạn nhập cho mình cái dòng lệnh là Disk Driver Get Started và nhấn Enter. Lúc này thì hệ thống sẽ kiểm tra cũng như là quét cái tình trạng ổ cứng của chúng ta, và nó sẽ hiển thị ra một loạt các cái thông tin. Nếu thông tin hiển thị OK thì có nghĩa là ổ cứng vẫn hoạt động bình thường và chúng ta có thể yên tâm sử dụng. Cách số 3 ấy, thì chúng ta sẽ sử dụng một cái phần mềm là Crisito Disk Info. Cái phần mềm này ấy, thì nó khá là thân thiện cũng như là cho chúng ta một cái giao diện trực quan hơn, giúp người dùng có thể là dễ quan sát cái tình trạng ổ cứng cũng như là dễ kiểm tra cái tình trạng ổ cứng của chúng ta hơn. Và để thực hiện check được cái ổ cứng qua cái phần mềm Crisito Disk Info này ấy, thì đầu tiên các bạn sẽ phải tải phần mềm về cho mình. Link tải phần mềm ấy thì mình sẽ để dưới phần comment của video nhé. Sau khi các bạn tải được phần mềm về rồi ấy, thì các bạn chỉ cần cài ứng dụng lên một cách bình thường như các cái ứng dụng khác thôi. Sau khi các bạn cài đặt chương trình ấy, thì nó phần mềm sẽ tiến hành kiểm tra sức khỏe ổ cứng ngay trong máy tính của bạn. Khi bạn thấy giao diện của chương trình thì nó sẽ cung cấp đầy đủ những cái thông tin như tên ổ cứng này, dung lượng này, nhiệt độ này. Nếu giao diện mà các bạn đang dùng ở ngôn ngữ tiếng Anh ấy, thì các bạn có thể nhấp vào mục Language ở đây và chuyển sang cái chế độ là tiếng Việt cho mình để dễ sử dụng hơn. Khi phần mềm khởi động lên ý, thì các bạn có kiểm tra được cái sức khỏe ổ cứng thông qua những thông số hiện tại. Tại đây ý, thì chúng ta có thể thấy được là cái tốc độ đọc ghi của ổ cứng như là hoặc là phần trăm sức khỏe của ổ cứng này. Hue status này, nó sẽ là tình trạng sức khỏe của hệ thống. Nó sẽ có 4 màu để đánh giá cái tình trạng ở đây. Màu xanh ý, thì nó sẽ là ở cái tình trạng trạng thái tốt nhất và thông báo rằng ổ cứng của bạn còn rất tốt và chưa gặp vấn đề gì. Ở cảnh báo màu vàng ý, thì ổ cứng của bạn đang trong tình trạng là gặp một số vấn đề cơ bản rồi. Nếu nó ở màu đỏ ý, thì nó đang ở tình trạng là xấu nhất rồi, và nó có thể là đầu đọc hoặc là monitor bị mòn này, hoặc là các cái bề mặt của các cái đĩa nhớ ý, thì nó đã bị xước rồi. Ở mục là Temper này thì nó chính là cái nhiệt độ ổ cứng của bạn khi sử dụng. Nhiệt độ hiển thị ở dưới 49 độ ý, thì nó là bình thường. Còn nếu ở mức mà từ 50 đến 55 độ ý, thì ổ cứng của bạn đang hoạt động khá là nhiều cũng như là cái tình trạng tản nhiệt máy tính của bạn đang không được tốt lắm và ổ cứng nó đang nóng lên bất thường. Trong cái mục là Total Hot Rework này thì nó chính là cái tổng dung lượng mà ổ cứng đã đọc cho tới ở thời điểm hiện tại. Còn là mục Total Hot Wire này thì là tổng dung lượng của ổ cứng các bạn đã ghi được cho tới thời điểm hiện tại. Sau khi các bạn quan sát được một số cái thông tin trên ý, thì các bạn có thể đánh giá qua được là ổ cứng của chúng ta đang ở trong tình trạng nào, ví dụ như là nó đang gặp lỗi này, hay là nó đang bị nóng quá, hoặc là ổ cứng của bạn đã đọc ghi được quá nhiều lượt rồi, thì các bạn có thể xem qua và có thể đúc kết lại xem là chúng ta có cần tiến hành thay thế cũng như là nâng cấp cái ổ cứng của chúng ta hay không. Còn trên đây thì là một vài chia sẻ nhanh của Học viện IT từ các bạn về cách để có thể kiểm tra được các tình trạng ổ cứng của bạn, và hy vọng với video trên thì nó sẽ giúp các bạn có thể là có một cái ổ cứng hoạt động nó tốt hơn cũng như là thay thế ổ cứng nó kịp thời hơn. Và nếu các bạn có bất kỳ một cái thắc mắc nào thì các bạn có thể để lại dưới phần comment của video nhé. Chúng mình sẽ giải đáp thắc mắc sớm nhất có thể cho các bạn.
Và đừng quên để lại cho Học viện IT một like và một subscribe. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.